sáng ngày 20 tháng 7 thứ ba, máy ép chậm mà lai xeo KBF10 và lối áp soát SmartCook MX6990 gửi về Định Công Hà Nội, Trường Lộ Bình An nhá. Máy ép chậm lai xeo KBF10 nhà em còn rất là nhiều, khách xỉ đến bốc thoải mái. Mọi chi tiết xin liên hệ tổng kho hàng, nhà phân phối các mặt hàng nội địa Nhật, Trung, Mỹ, Thành Được. Địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Điện thoại 094 987 3111. Facebook Thành Được. Máy ép chậm đợi xe ô tô đến lấy, khách xỉ.